là Phật ra đời. Độn căn chưa thành tựu, thường nên siêng sám hối. Tất cả tội vô thỉ, nếu các chướng tiêu diệt, cảnh Phật liền hiện tiền. Khi ấy hiền thiện thủ Bồ Tát ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy đi nhiễu quanh Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật chấp tay quỳ gối bạch Phật rằng. Đại Bi Thế Tôn, đã vì chúng con và chúng sanh đời mạt Pháp khai thị việc bất cả tư nghi như thế bạch thế tôn kinh giáo đại thừa này phải đặt tên gì thọ trì như thế nào chúng sanh tu tập được công đức gì khiến con hộ vệ người chỉ kinh như thế nào phổ biến giáo pháp này đến bậc địa vị nào ngài hiền thiện thủ bồ tát nói xong năm vóc gieo sát đất đảnh lệ thưa thỉnh ba lần như vậy bấy giờ phật bảo hiền thiện thủ bồ tát rằng lành thay lành thay thiện nam tử ngươi khéo vì các Bồ Tát và chúng sanh đời mặt Pháp hỏi như lai về vấn đề kinh giáo công đức tên gọi như thế, nay ngươi hãy lắng nghe ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Lúc ấy hiền thiện thủ Bồ Tát và tất cả đại chúng trong hội hoan hỷ vâng lời Phật dạy im lặng mà nghe. Thiện Nam Tử, kinh này là do trăm ngàn muôn ức hằng xa chư Phật sở thuyết. Được tam thế như lai hội trì là chỗ quy y của mười phương Bồ Tát, là con mắt trong sạch của mười hai bộ kinh. Kinh này gọi là Đại Phương Quảng Viên Giác Tổng Trì, cũng gọi là Khế Kinh, Liệu Nghĩa, cũng gọi là Bí Mật Vương Tam muội cũng gọi là Cảnh Giới Quyết Định của Như Lai, cũng gọi là Tự Tánh Sai Biệt Trong Như Lai Tạng Ngươi Nên Thọ Trì. Thiện Nam Tử Kinh này hiển bày cảnh giới của Như Lai, chỉ có Phật Như Lai mới có thể giảng thuyết đến chỗ cùng tột. Nếu các Bồ Tát và chúng sanh đời mặt Pháp theo đó tu hành, tùy thứ lớp tiến lên, sẽ đến địa vị Phật. Thiện Nam Tử, Kinh này gọi là Đại Thừa Đốn Giáo, chúng sanh lợi tâm do đó đốn ngộ, lại cũng bao gồm Pháp tiệm tu cho tất cả chúng sanh ví như biển lớn chẳng bỏ sót dòng nước nhỏ, cho đến ruồi muội và Atula uống nước này đều được no đủ cả. Thiện Nam Tử Giả sử có người đem thất bộ chất đầy tam thiên đại thiên thế giới dùng để bố thí. Chẳng bằng có người nghe tên kinh này hay nghĩa một câu trong kinh thất bộ thế gian chất đầy cõi Phật để bố thí chỉ gieo được phước hữu lậu một lời nói chí lý thì sẽ chuyển phàm thành thánh. Thiện Nam Tử Giả sử có người giáo hóa trăm ngàn hàng xa chúng sanh đắc quả a la hán chẳng bằng có người giảng thuyết kinh này cho người nghe được hiểu thấu nửa bài kệ trong đó thiện nam tử nếu có người nghe tên kinh này lòng tin vững chắc nên biết người ấy đã gieo trồng thiện căn phước huệ nơi hàng xa tất cả chư phật nên được nghe khinh giáo này mà tướng chẳng nghi hoặc chứ chẳng phải gieo trồng thiện căn nơi một phật hai phật mà được như thế thiện nam tử, các ngươi nên hộ trì người tu hành đời mạt pháp chẳng cho ác ma và ngoại đạo nhiễu loạn thân tâm họ khiến cho lui rụt. Lúc ấy, trong hội có hỏa thủ kim cang, tồi toái kim cang, ni lam bà kim cang, vân vân, tám vạn kim cang với quyến thuộc họ đều từ chỗ ngồi đứng dậy đi nhiễu quanh Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật mà thưa rằng. Bạch Thế Tôn, nếu tất cả chúng sanh đời mạt pháp có người chỉ kinh này quyết định tu pháp đại thừa chúng con xin gìn giữ hộ trì như gìn giữ con mắt cho đến bất cứ chỗ đạo tràng chỗ tu hành nào chúng con đều tự lãnh đồ chúng ngày đêm hộ trì khiến khỏi bị lui sụt cho đến khiến gia đình họ thoát hẳn tai chướng tật bệnh tiêu diệt của cải phong túc chẳng có thiếu thốn khi ấy Đại Phạn Thiên Vương, 28 Thiên Vương cùng với Tu Di Sơn Vương, Hộ Quốc Thiên Vương, vân vân đều từ triệu ngồi đứng dậy đi nhiễu quanh Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật mà thưa rằng. Bạch Thế Tôn, chúng con cũng dự gìn hộ vệ người chỉ kinh này, khiến được thân tâm thường yên ổn, chẳng bị lui rụt. Khi ấy có đại lực quỷ vương tên là Cát Bàn Trà, với 10 vạn quỷ vương đều từ chỗ ngồi đứng dậy, đi nhiễu quanh Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật mà thưa rằng. Bạch Thế Tôn, chúng con cũng ngày đêm giữ gìn hộ vệ người chỉ kinh này, khiến chẳng bị lui rụt. Trung quanh một do tuần triệu người ấy ở, nếu có quỷ thần nào đó xâm phạm thì chúng con sẽ đánh nát họ thành vi trần. Phật thuyết kinh này xong. Tất cả Bồ Tát bắt bộ Thiên Long Quỷ Thần cùng quyến thuộc họ và các Thiên Vương, Phạn Vương, vân vân, tất cả đại chúng trong hội nghe lời Phật thuyết đều hoan hỷ tín thọ phụng hành. Kinh viên giác hết